Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Cống Vạn Thanh, Kiên Giang. Hôm nay thì mình đến đây để quay cho tất cả các bạn, mọi người cùng xem là một cái chiếc xà lan bon của Đại Thắng kéo một cái dầm cầu vô phía bên trong đường Đê Quốc Phòng để chuẩn bị lắp ha. Thì hiện tại là còn đang ở ngoài cái cửa biển. Dầm cầu này thì được lấy ở Long An đi về tới đây các bạn, nhưng mà đi đường biển. Đặc biệt hơn nữa thì hôm nay chiếc xà lan bon của Đại Thắng thì chở 7 cây dầm cầu với lại thêm 3 cây cần. Đây, mọi người cùng xem là cái hành trình mà để đi vô tới cái chỗ lắp nó sẽ gian nan vất vả như thế nào ha, mọi người cùng xem. Ở phía sau thì một chiếc tàu kéo chuẩn bị đẩy, có lẽ là thêm ở phía trước nữa các bạn. Xà lan bon này thì chiều ngang nó tầm đâu đó khoảng chừng 16 mét gì đó. Wow, chiếc tàu kéo phía sau kìa, đang đóng hết ga lên kìa. Cái chỗ này là nguy cơ nó cạn rất là nhiều nha. Đó, anh đang nạp tới này. Tại vì ba cây cần này là nó cũng khá là nặng rồi, với lại là thêm 7 cây dầm nữa. Mỗi một cây dầm này thì nó nặng 48 tấn với chiều dài là 33 mét. Chút xíu nữa vô cái tiếng ở trong kìa, ghe tàu đồ đậu rất là nhiều các bạn. Đấy, anh đi tới đâu một phát một là mọi người thấy này, nó muốn đục nước luôn, phải chận. Nói về Đại Thắng thì có lẽ các bạn mọi người không còn quá xa lạ. Đa số là phục vụ những cái công trình toàn là hạng nặng không các bạn. Tàu kéo rồi xe cẩu rồi xà lan bon, nói chung là rất là nhiều. Wow, cái dàn giáp của cái chiếc tàu kéo phía sau này dữ dằn ha. Vỏ xe, động cơ bên dưới là một động cơ Cummins. Chiếc tàu kéo này được đóng năm 2017. Đó, mọi người có thể nghe được cái tiếng âm thanh này của động cơ Cummins của tàu kéo. Cái màu đặc trưng của tàu kéo Đại Thắng là cái màu xanh này này. Ôi trời ơi, whip ghê chưa. Phải nói quy lực thật sự, nếu mà yếu là không thể nào mà đẩy nổi nguyên một cái chiếc xà lan bon bự như vậy ha. Đây, hai cái cần ở phía trước này. Anh sợ cái trường hợp là nó lạng qua hai bên, anh phải giữ cây cần ở giữa thêm một cái trụ để có gì anh cắm xuống liền các bạn. Tại xung quanh đây thì ghe tàu đồ nhiều lắm. Đang đi với cái vận tốc là cũng khá là chậm, nhưng mà đi nước ngược, nước thì đang ròng. Cái cẩu này thì cẩu 30 tấn này, cẩu nhỏ bên phía bên đây ha, cẩu màu vàng. Cẩu bên kia thì mình không biết là bao nhiêu. Cái màu đặc trưng của Đại Thắng phải nói là màu xanh dương các bạn. Đó, cẩu này nè, Sumimoto. Nếu mà cũ cũ chút xíu là kêu Sumi Mô Tổ. Đây là một cái cửa biển. Đây, cái này mà ảnh không thể nào mà đi đường sông được, cho nên là bắt buộc phải đi đường biển. Tại đi đường sông á, cái tiếng ở ngoài kia thì có rất là nhiều cái cầu thấp, cho nên là phải chọn cái đường biển. Đang thả một tốc độ khá là chậm ha. Phía trước thì có một cái chiếc tàu kéo đang ở phía trước để chuẩn bị khi mà có cái gì thì lôi kéo. Chiếc này là lái hệ thống cơ ha. Nhưng mà sao mà ảnh không có buộc dây vô chiếc kia ta? À, chắc có lẽ là tới đây ảnh mới kéo dây vào phía bên kia để mà kéo các bạn. Đây, mấy anh thì đang di chuyển một cách rất là chậm lên này. Xung quanh thì tàu ghe rất là nhiều. Ở đây là cái khu vực mà người ta đánh bắt thủy sản các bạn, cho nên là tàu cá rồi vỏ cào lụa, cào sò gì tơ lưa tùm lum hết trơn này.
phía trước thì phải có mấy anh ngồi để quan sát coi có cái gì thì xử lý ha. Quá cái cằn. Chị gái này chỉ sợ sợ cho nên là chỉ ra coi. Khi mà những cái chiếc xà lan bon mà đi vô trong kinh hẹp thì các bạn mọi người cũng đã thấy nè, cái độ bành trướng của mấy anh rất là bự luôn. Phải nói là cái này phải đòi hỏi kỹ năng của tài công lái tàu kéo phía sau ha. Đa số là mấy anh em lái tàu kéo thì làm ăn lương tháng thôi các bạn. Nếu mà lỡ không may thì có cái gì đó thì cũng tội nghiệp cho mấy anh. Ôi ơi. Wow, cái phía bên này quá trần luôn, mấy cái cẩu chữ A của mấy chiếc cầu sò đưa ra này. Anh đang di chuyển một cách cực kỳ là chậm. Giờ này là nước lớn cho nên là cũng không đến nổi gì là nó quá cạn các bạn. Cái dầm này thì không có quá nặng gì bao nhiêu, nhưng mà nặng là 4 cái cây cần ở trên này nè. Phía trước thì ghe rất là đông. Phía trước thì mấy anh ghe đang cố gắng tránh né ha. Đây, khu vực phía trước đây các bạn. Cái đi nước ngọt thì dù sao đi nữa nó cũng rất là dễ hơn cái đi nước xuôi. Bên này 4 cây, bên kia 3 cây là 7 cây. Đang chạy một tốc độ rất là chậm. Này là bê tông Bình Minh ha, chứ không phải là Châu Thới. Này thì dầm này có lẽ là nó kêu là dầm Y quá. Còn cái dầm SPT thì nó kiểu như cái hình chữ V các bạn. Tàu kéo thì còn đang thả chớn. Mình đang canh cái phía trước. Chú. Quay tôi còn chạy đâu bạn nhé. Đây anh tài công ở phía trên là anh Hậu ha. Trước thì chưa có xử lý được cái chỗ thoáng này. Ở phía trước thì mấy anh tàu cá đang dẹt đường. Đây là cái chiếc lưới bao ha. Giờ thì ưu tiên cho chiếc xà lan bon vô. Tại vì cái những cái công trình như thế này thì dạng công trình quốc gia không các bạn. Đường đê quốc phòng từ Hà Tiên đến Gạch Giá. Rồi chiếc lưới bao đằng kia đang cố gắng ép vô một bên.
quá chừng luôn rồi, anh lưới bao phía trước anh che kìa. Tới này phải thoáng mới được nha. Khó dữ vậy ta, nước ở trên nó đạp xuống. Cái chiếc tàu cá nó vô trong kênh nhỏ này cũng rất là khó lái nha các bạn. Đang ủi vô luôn. Bây giờ thì chiếc tàu cá đã ổn định vị trí rồi đấy. Còn cái đít nó dính ra ngoài xíu. Đang đạp lái vô. Trời ơi, nhìn em cứ ghẹo cái ghê vậy. Xin chúc cho tất cả những anh em bên công ty Đại Thắng gặp thật nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống ha. Áp lực lắm các bạn, mấy anh em tàu kéo mà khi vô những cái con đường hẹp như thế này. Được cái chỗ đó mới gọi là khỏe đấy, nhưng mà vẫn chưa qua được, còn lại một cái gì đó phía trước nữa. Đang chạy một tốc độ khá là chậm. Để coi coi anh sẽ xử lý như thế nào để vô tới trong đây. Khi mà mấy cái chiếc tàu kéo này mà vô tải hay là kiểu như là bị cạn đồ này cái nọ là chạy khủng khiếp lắm các bạn. Nhiệm vụ của tàu kéo là chỉ là kéo đẩy, dùng sức mạnh. Ở trên lộ thì có đầu kéo container, dưới sông thì có tàu kéo. Thấy nó nhỏ nhỏ chứ nhưng mà vỏ không á. Lái vô lăng thủy lực thiệt nhưng mà cũng quay cũng lia chia hết trơn này. Nếu mà lái cơ thì cũng hơi đuối ha.
Đây, bây giờ thì cũng đã gần tới cái nơi nha các bạn. Khúc này thì thoáng rồi. Có lẽ là hôm nay thì mấy anh chưa có gáp được, còn phải làm đường rồi mới có thể là cẩu lên trên được nha. Khúc này thì thoáng rồi các bạn. Sắp tới chỗ neo đậu rồi. Trời ơi, anh tàu kéo phía sau anh ve kìa. Quá chừng luôn. Để coi, anh sẽ đậu ở đâu qua đây. Đạp kìa. Cái này là tức là cái cây để mà chịu lại, đừng có cho cái xà lan bon nó bê ra ha, giống như nó cố định một bên nào các bạn, một cái trụ. Chiếc này thì giờ đang lấy dây, có lẽ là nhích tới chút xíu hay là đi như thế nào đây thì mọi người cùng xem. Nhưng mà khả năng thì không thể nào qua cầu được đâu ha, tại cây cầu thì khá là thấp. Thì cây cầu này nó nằm trên cái tuyến đường cao tốc mà mình nói đấy, lộn, cái tuyến đường đê quốc phòng. Để coi coi em sẽ xử lý như thế nào. Khi mà cặp cái chỗ đậu nó khó lắm các bạn, lại vô những cái chỗ hẹp như thế này. Chiếc này chỉ nhiệm vụ là lấy dây thôi. Bây giờ thì mình đi ra phía sau cho mọi người nghe cái tiếng động cơ này. Phải nói là vô đây phải từ ly từ tí, thật là chậm mới được.
hôm nay chạy hiền quá. Giờ thì chỉ còn việc là đậu ổn định lên nữa thôi nha. Rồi thì mấy anh cũng đã cập bến an toàn các bạn. Có lẽ cái video mình xin tạm dừng tại đây ha. Hôm nào mấy anh có cẩu thì mình sẽ cố gắng quay gửi đến cho mọi người xem. Rồi video mình xin tạm dừng tại đây nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.